Sư ơi, con mơ hồ về chất gây say. Con đã xem video sư giảng rồi về điều giới đó. Rồi, rượu bia thì con không nói vì ai cũng biết, nhưng con đang phân vân vì trái cây, hoa quả ngâm lên men, cơm rượu cũng lên men. Có phải tất cả những thực phẩm lên men đều là chất say? Ví dụ sữa chua, da ua, bánh mì và một số nước uống giải khác như nước ngọt, trà ô long, đa số thực phẩm bây giờ đều có không ít thì nhiều, nhưng người bán không ghi vào thành phần sản phẩm. Con mới học đạo nên có nhiều thiếu sót, mong sư giảng giải để có kiến thức thêm. Xin thưa với quý vị đó, cái hoa quả ngâm lên men á thì nó được tính vào chất xay nha. Tại vì nó được ghi ở ngay trong cái phần Nakchagi Dawaditawisu Kadasana. Không phải. Thì tự nhiên bây giờ quên mất rồi. Tức là cái chất xay đó là cái chất từ cái rượu men và rượu nấu. Cái rượu men á, rượu men là được định nghĩa là những cái trái cây được ngâm lên men, rượu lên men. Cho nên á, là cái trái cây mà ngâm lên men hoặc là rượu, cơm rượu lên men á, thì được tính là chất xay. Nhưng mà sữa chua thì nó không phải là chất xay. Nhớ nha, sữa chua ở trong kinh thì nó được xếp vào cái loại sữa chua, chứ nó không được tính là chất gây say ha. Da ua cũng vậy, bánh mì cũng vậy, nó không được tính là chất gây say. Nước uống giải khát như nước ngọt thì cũng không phải là chất gây say. Trà ô long cũng không phải là chất gây say ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.